Xa Thi Mạn trở lại Hồng Kông đóng phim sau 5 năm, kỳ vọng vực dậy rating ảm đạm đài TVB. Nguồn tin cho biết Xa Thi Mạn chính thức nhận vai chính trong bộ phim News Anchorwoman, tác phẩm lấy bối cảnh bộ phận sản xuất tin tức của đài truyền hình, nơi những nữ biên tập viên cùng tranh đấu để giành lấy vị trí đáng mơ ước. Trong phim, nữ diễn viên 48 tuổi hóa thân thành một biên tập viên xinh đẹp, tài năng, được giao dẫn chương trình trong khung giờ vàng và có nhiều đối thủ vây quanh chờ đợi hạ bệ cô. Ngoài Xa Thi Mạn, tác phẩm còn quy tụ dàn sao sáng giá Mã Quốc Minh, Đàm Tuấn Ngạn, Lý Thi Hoa, Cao Hải Ninh. Dự án trở lại của nhất tỷ TVB đình đám một thời nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả Hồng Kông bởi đã hơn 5 năm cô vắng bóng trên màn ảnh xứ Cảng Thơm. Bộ phim TVB gần đây nhất mà cô đóng chính là Ván Bài Định Mệnh năm 2017, sau đó xuất hiện với vai khách mời trong Những Kẻ Ba Hoa năm 2018. Sau khi rời TVB, mỹ nhân phim Thâm Cung Nội Chiến để mạnh hoạt động tại thị trường đại lục và gặt hái được thành công với các bộ phim Diên Hi Công Lược, Bên Mái Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng và Yến Vân Đài. Vào năm 2022, truyền thông tiết lộ đài truyền hình Hồng Kông TVB đã ngỏ lời mời hai ái tướng một thời là Xa Thi Mạn và Dương Thiếu Nhiêu, Dương Di về đóng chính phim mới. Hai cụ khoa đáng được kỳ vọng vượt lại tỷ suất người xem của TVB. Xa Thi Mạn và Dương Thiếu Nhiêu đều đã rời TVB nhiều năm. Dương Thiếu Nhiêu đóng ít phim cho các hãng phim bên ngoài, dành tâm trí chăm sóc chồng con. Xa Thi Mạn phát triển thành công ở thị trường đại lục. Trước đó, Xa Thi Mạn từng bày tỏ sẵn sàng quay lại đóng phim cho nhà đài TVB nếu cặp kịch bản hay. Sự trở lại của nhất tỷ TVB trong News Anchorwoman được kỳ vọng sẽ giúp nhà đài này vớt lại rating sau hàng loạt dự án mới có lượng người xem thấp kỷ lục. Xa Thi Mạn có thể coi là diễn viên lâu năm, cũng là diễn viên được lòng nhiều người nhất trong đài TVB vì cách cư xử thông minh tử tế của nữ diễn viên với đồng nghiệp. Thế nhưng lâu nay trong giới vẫn luôn loan truyền mối hiềm khích giữa cô và Lê Tư. Gần đây, Xa Thi Mạn đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ của cả hai sau nhiều năm bị đồn đoán. Nữ diễn viên chia sẻ rằng khi ấy các nghệ sĩ đều rất bận rộn, ngày nào cũng lên đoàn quay phim, thậm chí diễn viên còn không có nhiều thời gian rảnh để mua sắm hay ăn uống. Hai chúng tôi gặp nhau trên phim trường mỗi ngày nên không quá để tâm đến lời đồn, để Thanh Giả Tự Thanh, nữ minh tinh cho biết. Cô cũng khẳng định bản thân và Lê Tư luôn là bạn bè chứ chưa từng có sự tranh cãi, thù oán lớn như truyền thông thêu dệt. Lê Tư không hề nhỏ nhen như vậy, thế nên khi ấy không ai cảm thấy việc đính chính là cần thiết. Khi được MC hỏi luôn về khả năng có những đấu đá ngầm giữa các khoa đáng tại lễ trao giải của TVB, Xa Thi Mạn không ngại khẳng định rằng đó là chuyện đương nhiên, nhưng cô chỉ giữ nó trong lòng chứ không thể hiện ra. Mỗi năm chỉ có một người lên ngôi thị hậu, ai cũng nghĩ vai mình là tuyệt nhất, thế nhưng không thể không có những đấu đá ngầm, cô cho hay. Theo truyền thông đưa tin, năm xưa khi ghi hình cho Thâm Cung Nội Chiến, Lê Tư và Xa Thi Mạn đã bắt đầu xích mích với nhau. Ban đầu ekip tính mời Trương Khả Di vào vai Ngọc Doanh, thế nhưng sau đó đã đổi lại Lê Tư vào vai Hoa Phi của phim. Lê Tư được khen ngợi hết lời, còn chiến thắng giải yêu thích nhất của TVB. Sau khi bộ phim kết thúc, Lê Tư và Xa Thi Mạn hiếm khi chung khung hình hay đóng cùng các tác phẩm. Chính điều này khiến cho truyền thông dẫn đến loạt đồn đoán về hiềm khích giữa Lê Tư và Xa Thi Mạn. Lê Tư và Xa Thi Mạn là cặp bạn thân xinh đẹp nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cả hai có một số bộ phim đóng chung là Ý Thiên Đồ Long Ký năm 2001, Thâm Cung Nội Chiến năm 2004, Bảo Lửa năm 2005. Hiện Lê Tư và Xa Thi Mạn đều có cuộc sống đủ đầy về vật chất, song về sự nghiệp và đời tư, mỗi người lại chọn lối đi riêng. Trong khi Lê Tư tuyên bố giải nghệ từ lâu và đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, thì Xa Thi Mạn vẫn miệt mài diễn xuất nhưng cô đơn, chưa tìm thấy bến đỗ của mình.